Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em test một combo cho một bác khách. Đó, một combo này cho anh Sơn nhá. Anh Sơn anh ở Đồng Nai. Anh lấy một PL2.12 và vang một con vang FX20 anh em nhá. Đó, chọn bộ này rất là rẻ thôi. Đấy, anh đã cọc trước cho bên em là 500 nghìn rồi. Thì mời anh em cùng xem em test cái cấu hình rất là rẻ anh em nhé. Con vang này chỉ hơn 1 triệu thôi, 1.8 triệu anh em nhé. Và một con đẩy PL2.12 anh về như anh đánh cho full đôi 725 ấy anh em nhé. Còn thì con này với công suất của nó là 1150, tức là gần 1200W thì tiếng nó đánh cực kỳ hay luôn anh em nhé. Và lưu ý với anh em, con này là 5 vỉ mạch, hàng là hàng 5 vỉ mạch, tiếng nó cực kỳ hay luôn anh em nhé. Kể cả tiếng nhạc, tiếng mic của nó rất là mượt. Và mời anh em cùng nghe cái tiếng mic. Đó. Nghe cái tiếng mic này. Em cắm sang bên là sử dụng con mic BS800 anh em nhé. Anh em thử nghe thấy cái tiếng mic nó ngon không anh em? Từ chuyện buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa nắng rơi bên thềm. Sau bảy tám chín anh em thể nghe thấy cái tiếng mic nó êm một. Sử dụng con mic BS800 anh em nhé. Con mic khá là cao cấp khi ghép vào cái con vang bình thường này thôi, nhưng mà cái hay là sử dụng cái cục đẩy PL2.12, tiếng nó rất là hay anh em nhé. Hàng năm vỉ mạch nó khác với những cái hàng bình thường. Cái hàng năm vỉ mạch này rất là ít hàng anh em nhé. Đó, rất là ít hàng và nhiều anh em mua hàng bãi là người ta rất thích cái con này anh em nhé. Và mời anh em nghe cái đoạn karaoke và tí nữa em sẽ cho anh em xem cái cấu hình này em nhé. 6789 và tiếng rất là ngon. 6789 cái cục đẩy khỏe ấy, tiếng nó rất là căng em nhé. Đang đánh với 2 đôi bát 30, một đôi UMV12 và một đôi CBL Passion 12 anh em nhé. Đó, tua lại một đoạn. Rất là hay. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa nắng say bên thềm. Một mình thương nhớ ai không xa như hoang vu. Một tình yêu xa bác yêu đơn phương mình thôi. Nàng đẹp như ngôi sao sắp cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng sương. Lạnh lùng em bước qua buồn hoa tươi trong theo. Còn lại anh ngất ngây trong cơn mưa mình ai ơi. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em. Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Nếu biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói nên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi từ xa thật xa, giấc mơ của anh cầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em với em. Tình yêu trong mơ của anh thơm mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Rất là êm đúng không anh em? Cực kỳ êm luôn. Em vừa cho nhỏ cái tiếng echo xuống chứ nhiều anh em lại bảo là cứ hát nhiều echo như thế nghe nó dối, thì em vừa cho nhỏ xuống nhưng mà tiếng mic rất là hay anh em nhá. Mời anh em nghe lại tiếng mic này. 6789 tình chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa nắng rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Êm không anh em? Quá êm luôn. Đó, và chi tiết với cái cấu hình này, ok sẽ mở bài nhạc cho anh em nghe.
này chưa? Chi tiết cấu hình này. Đây, dây rắc thì đây. Anh có mua thêm dây loa anh em nhé. Mua thêm dây loa, em đang đấu dây loa cho anh. Đó. Đó. Đấy, ok chưa? Cấu hình rất là đơn giản thôi. Một vang cơ FX20 Flut anh em nhé. Còn vang cơ này là một con vang cơ giá rất là bình dân này. Đấy, giá chỉ 1.8 triệu thôi. Đúng không ạ? Giá chỉ 1.8 triệu thôi. Nhưng mà tiếng echo nó rất là hay. Anh em vừa nghe tiếng echo đúng không ạ? Đó, con này thì không còn gì là nói. Nó là một dòng vang bình dân, nhưng mà chất âm của nó êm. Nói chung là hay. Echo mượt anh em nhé. Đó, con đẩy thì sử dụng con PL2.12. Con này là dòng công suất rất là lớn anh em nhé. 1.200 thì có thể đánh được súp kép 50 coi 100 em nhé. Coi 100 thôi anh em nhé. Hoặc là phun đôi thì nó sau con 1302 này anh em nhé. 1302 thì nó nhiều tiền hơn. Con này giá hiện tại đang là 7 triệu anh em nhé. Chưa gồm phí ship. Ship tầm 200.000 thôi. Nó nặng tầm 27kg anh em. 26-27kg. Rất là nặng. Đó. Nói chung là chơi con này thì anh em khỏi phải nói luôn. Chất âm rất là hay anh em nhé. Chất âm rất là hay. Em nói rồi. Tại sao nói chất âm hay? Vì hàng 5 phỉ mạch. Đó. Hàng 5 phỉ mạch là một cái dòng mạch mà được rất nhiều anh em săn đón. Rất nhiều anh em săn đón. Và nhiều anh em chơi hàng bãi thì anh em biết rồi đúng không ạ? Nhiều anh em chơi hàng bãi thì anh em biết rồi. Đó. Rất dễ dàng thôi. Căn chỉnh thì không có gì cả. Đúng không ạ? Căn chỉnh thì như em căn chỉnh sẵn rồi. Đây. Cho anh em xem một chút về cái nội thất của nó nhé. Em test xong rồi thì hát hò xong rồi thì cho anh em xem cái nội thất của nó. Đấy, em để con vang ra này. Đấy, cho anh em xem chút nội thất của nó này. Đấy, anh em thấy chưa? Biến áp này. Đó, biến áp tầm 20-21 anh em nhé. Biến áp rất là lớn. Đấy, cái biến áp này đã đủ chơi chưa? Đấy, phun đôi nhá. Tụ thì tụ 100V 10.000mi. À, 100V. 100V anh em nhé. 10.000mi. Đấy, tụ rất là lớn, nó đánh áp cao mà. Đánh áp rất cao anh em nhé. Và con này sử dụng lên tới là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 52 sò anh em nhé. 52 sò cả bù áp. Đấy, cả bù áp. Dãy này là dãy bù áp này. Đó, dãy này là dãy bù áp. Tầm từ cái con nhỏ nhỏ ấy đi lên là dãy bù áp này. 5 bù áp. Bộ con này bù áp một sò anh em nhé. Đấy, hàng này là hàng 5 vỉ mạch. Tại sao nói đây anh em thấy không? Nó có thêm một cái vỉ nữa anh em nhé. Nó có thêm một cái vỉ nữa là bộ là xử lý anh nhá. Thêm cái vỉ xử lý này. Đấy, nó sẽ cho ra cái chất âm rất là hay. Tại sao nói dòng này nhiều anh em thích? Vì nó có cái bộ xử lý 5 vỉ rất là hay. Đó, bo nguồn này, hai bo công suất này, với hai bo xử lý, 5 bo. Đấy, anh em thấy chưa? Và thêm nữa con này có mạch trễ luôn. Đó, có mạch trễ anh em thấy chưa? Đấy, mạch trễ đây. Đấy, cái mạch trễ này của nó thì nó đóng cắt nó rất là nhẹ nhàng. Và anh em có thể nhìn thấy đây. Cái công tắc của nó dây rất là bé. Bình thường ấy, cái công tắc của nó dây cứ phải cái dây nguồn to này này. Nhưng mà khi nó qua cái mạch trễ, qua cái xử lý, qua cái biến áp này, thì nó chỉ sử mỗi một cái dây nguồn bé thôi. Này nó giảm cái gì nhỉ? Này phải nói là nó giảm cái MOVE điện anh em nhé. Nó bị MOVE tiếp điểm ấy. Giảm cái đấy đi. Cho anh em có thể thấy là nó giảm cái MOVE điện đi. Nó rất là hay cái là nó không bị tóe tia lửa điện ấy. Nó không nguy hiểm anh em nhé. Ấn vào, ấn ra, ấn vào nó không nguy hiểm. Đấy. Anh em chơi đấy nó sướng không? Nói chung là chơi nó thoải mái. Chơi nó ngon lành. Thì anh em chơi. Đấy. Có khởi động mềm này. Có 5 vỉ này, biến áp lớn này, sò tô. Sò tô thì được cái là nó rất là bền bỉ, anh em đánh full đánh súp đều được anh em nhá. Đánh full đánh súp đều được. Và tiếng như anh em nói rồi, con này tiếng rất là hay. Tại sao em nói bình thường ấy, những cái cục đẩy NGVK ấy thì tiếng nó rất là sáng đúng không ạ? Nhưng con này sử dụng Toshiba thì bát nó rất là lực. Nhưng cộng thêm là nó sử dụng cái vỉ 5 vỉ này. Nó tái tạo lại cái âm thanh. Tiếng chép của nó rất là ngon anh em nhé. Tiếng chép rất là ngon luôn. Đấy, bình thường sò tô anh em kêu là tiếng tối đúng không ạ? Còn Toshiba này kêu tiếng tối đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ hàng 5 vỉ mạch nhá, tiếng không bao giờ tối luôn anh em nhé. Đấy. Đấy, nó lại vừa bền bỉ này, tiếng bass chắc này, gọn này.
mà tiếng chép rất là sáng, nó không bị tối như ngày xưa. Đấy, thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Combo này giá rất là rẻ thôi. Đẩy PL 2.12 thì giá hiện tại đang là con này đang hiện tại đang là 7 triệu anh em nhé. Tờ cầm 200.000 tiền ship nữa thôi, 7.2 triệu. Nó công suất 1.200 anh em nhé, 1.200W. Anh em đánh những đôi 30 nghe sướng, nghe sướng cực kỳ luôn. Đấy, chơi con này nghe sướng cực kỳ luôn. Và anh em sau mỗi con 1302 thôi, nhưng mà cái chất âm anh em đánh đẩy công suất lớn nghe sướng lắm, khẳng định với anh em luôn. Anh em đừng tiếc mua những đẩy công suất nhỏ làm gì. Thấp nhất anh em phải mua cho em, nếu mà đánh những đôi bát 30 thấp nhất phải chơi 500W trở lên anh em nhé. Không chơi 300, 400, chơi 500W trở lên nghe sướng anh em nhé. Đấy, đấy là anh em có điều kiện thì anh em chơi cục này nhé. Và bác này bác ấy về bác đánh phun đôi mà, thật ra cũng không nói được. Nhưng nếu mà anh em có điều kiện, cứ cục đẩy công suất khỏe chơi anh em nhé. Nhiều người ta bắt 30 nhưng người ta chơi tầm hơn 1.000W là đẹp anh em nhé, 900.000 là đẹp. Đấy, nhiều bác chơi con 7409 này ngon này. Đấy, thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Lên video ngắn gọn thôi, test cho bác khách này để cho anh em cùng nghe cái chất âm. Con này thì test rất nhiều rồi nhưng mà chất âm cực kỳ mượt luôn anh em nhé. Rồi ok, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.